tiếp nối chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Văn Tuấn. Đặc điểm các phát ngôn của lãnh đạo Việt Nam Tôi thích học tiếng Việt và tiếng Anh nên hay chú ý đến những phát ngôn của các vị gọi là lãnh đạo. Theo dõi cách nói của giới lãnh đạo Việt Nam, tôi thấy có những đặc điểm chung, đó là sáu ngữ, khẩu hiệu, hành chánh hóa, thiếu thông tin và rất chung chung. Tôi thử phân tích năm đặc điểm đó như sau không biết thời nay thì sao, chờ vào cái thời tôi còn ở Việt Nam, tức cuối thập niên 70, thì giới lãnh đạo Việt Nam thường có những bài phát biểu rất dài. Tôi nhớ những ông như Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, có khi nói cả hai tiếng đồng hồ. Mà thực ra họ đọc thì đúng hơn. Tôi rất thán phục họ vì không hiểu sao họ có văn hay chữ tốt như thế và có thể đứng một chỗ mà đọc suốt 120 phút. Tuy nhiên, sau 120 phút nghe thì tôi không biết họ nói gì và tôi cũng chẳng nhớ họ nói gì. Nhưng sau này á, khi ra nước ngoài tôi mới hiểu là có khi họ cũng không biết họ nói gì, chứ không phải lỗi ở tôi. Chừng 20 năm qua, tôi thấy giới lãnh đạo trẻ hơn thì có tiến bộ, họ không đọc những cái bài diễn văn dài như các vị tiền bối của họ. Họ cũng có những cách nói có thể xem là hay hơn các bậc tiền bối. Tuy nhiên, họ không để lại ấn tượng gì ở khán giả hay người nghe. Tôi tự hỏi là tại sao? Nghĩ một hồi, tôi nghĩ năm đặc điểm sau đây có thể giải thích tại sao họ không để lại một câu wisdom nào đáng chú ý cả. Đặc điểm thứ nhất, sáo ngữ. Người Việt chúng ta thích sáo ngữ và ví von nên không ngạc nhiên khi thấy giới lãnh đạo cũng thế. Có khi họ còn nổi hứng đọc thơ như hàm ý chứng minh họ cũng nho nhã văn vẽ như các bậc trí thức. Ví dụ tiêu biểu cho đặc điểm này là bài nói chuyện nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp định Paris. Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của mặt trận ngoại giao nước ta thời kỳ chống Mỹ, cứu nước là mốc son trong trang sử vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Chú ý những cái mệnh đề nhé, mốc son này, sử vàng này, mặt trận ngoại giao này, tất cả đều là những sáu ngữ. Mới đây lại còn có người đọc thơ Nguyễn Du và ví mình như con chuồng chuồng khi nhận chức. Có một loại sáu ngữ khác mang tính tích cực nhưng không có ý nghĩa thực tế. Ví dụ như bài diễn văn nhân dịp kết thúc một đại hội đảng có đoạn viết rằng sau hơn 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 8 về văn hóa, tư duy lý luận về văn hóa của chúng ta đã có bước phát triển. Nhiều phong trào văn hóa đem lại hiệu quả thiết thực, truyền thống văn hóa gia đình dòng họ cộng đồng được phát huy. Chúng ta chú ý thế nào là phát triển này, phát huy này, hiệu quả thiết thực này nhưng vì chúng không có một dữ liệu cụ thể nào nên tất cả chỉ là sáo rộng về ý nghĩa. Thật vậy đó, đọc xong cái đoạn phát biểu này chúng ta không thấy bất cứ một điểm cụ thể nào để mà nhớ hay mà để làm minh họa, chẳng có một ý tưởng nào để mà nhớ cả. Một trong những sáo ngữ chúng ta hay thấy trong các bài phát biểu là đánh giá cao. Ví dụ, tôi cảm ơn và đánh giá cao bài phát biểu rất tốt đẹp của ngài Thủ tướng Hà Lan. Tôi đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ này hay kia. Đánh giá cao hình như là một thuật ngữ đặc thù của giới lãnh đạo trong khối xã hội chủ nghĩa, chứ chẳng riêng gì Việt Nam. Thoạt đầu, nghe qua đánh giá cao thì nó cũng hay hay, nhưng nghĩ kỹ thì thấy cái câu này chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nào là đánh giá cao? Cao cái gì? Tôi thấy nó là một sáu ngữ vô duyên và vô dụng. Đặc điểm thứ hai, khẩu hiệu. Việt Nam là đất nước của khẩu hiệu. Đi đến đâu cũng thấy khẩu hiệu đầy đường. Khẩu hiệu xuất hiện ở mọi nơi và mọi lúc. Thành ra, không ngạc nhiên khi thấy rất nhiều bài nói chuyện và diễn văn của các lãnh đạo chỉ là những khẩu hiệu được lắp ráp vào với nhau. Có những khẩu hiệu quá quen thuộc nên chẳng ai chất vấn tính chính xác của nó. Ví dụ như cái câu, trong niềm tự hào, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới. Hmm, có lẽ chẳng ai để ý đến cái chữ danh nhân văn hóa thế giới. Nếu người bình thường phát biểu như thế thì chắc người ta cũng lắc đầu bỏ qua. Nhưng lãnh đạo mà phát biểu như thế thì chẳng có gì sáng tạo, chỉ lặp lại những cái câu chữ đã có trước đây. Một loại ngôn ngữ khẩu hiệu khác mang tính tự hào tự hào gần như là một đặc sản của người việt chúng ta và đặc biệt là của các vị lãnh đạo đi đâu cũng nghe họ nói về tự hào điều này cũng hiểu được vì làm lãnh đạo thì phải gieo niềm tự hào vào người dân nhưng gieo không đúng chỗ và gieo mãi đó thì có thể trở thành phản tác dụng thử đọc bài diễn văn có đoạn chúng ta tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng nhân dân Việt Nam anh hùng tự hào về những con người giản dị bằng những việc làm tốt của mình ở mọi lúc mọi nơi đã góp phần làm nên vẻ đẹp văn hóa của con người Việt Nam đất nước Việt Nam góp phần quyết định để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh tôi tự hỏi có cần quá nhiều chữ tự hào như thế không đất nước anh hùng, con người anh hùng, vẻ đẹp văn hóa vân 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 vân. Nhưng tại sao đất nước vẫn còn nghèo và vẫn phải ăn xin hết nơi này đến nơi khác, con người vẫn đứng dưới hạng trung bình trên thế giới? Ồ, thay vì tự ru ngủ là anh hùng và giàu mạnh, tôi nghĩ lãnh đạo phải nói thẳng và nói thật là đất nước vẫn còn rất nghèo, tài nguyên thì chẳng có gì và cả nước đang phải đương đầu với ngoại xâm kìa. Rồi, cái đặc điểm thứ ba, hành chính hóa nếu chú ý kỹ đó chúng ta sẽ thấy phần lớn những bài nói chuyện bài diễn văn của các lãnh đạo đọc là họ nói với đảng viên này nói với quan chức công nhân viên với quân đội họ không hẳn nói với người dân do đó họ thường mở đầu bằng những cái câu như thưa các đồng chí đồng chí trước rồi mới tới đồng bào hay có khi chẳng có từ đồng bào luôn á chắc quyền bởi vì ưu tiên cho người cùng phe đồng chí mà nên ngôn ngữ của họ thường mang tính hành chính, có những chữ mà hình như họ sử dụng quá nhiều nên chẳng ai để ý ý nghĩa thật của nó. Ví dụ nhé, trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đối ngoại phải tiếp tục là mặt trận quan trọng góp phần phát triển đất nước bảo vệ Tổ quốc. Đối với người dân bình thường, ít ai hiểu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế là cái gì. Có thể nói đó là những ngôn ngữ xa lạ đối với người dân phải không nào? đặc điểm thứ tư thiếu thông tin hậu quả của sáu ngữ khẩu hiệu hóa và hành chính hóa là sự mất mát về thông tin tiếng Anh gọi là lack of information người phương Tây thường hay hỏi với nhau kiểu như anh nói vậy có nghĩa là gì hay rồi sau nữa cụ thể là gì những câu phát ngôn của giới lãnh đạo Việt Nam thường không có thông tin chữ thì nhiều nhưng mà nghĩa thì không có bao nhiêu hết á nhiều người quen cái tính nói rất nhiều nhưng mà nếu chịu khó xem xét kỹ chúng ta sẽ thấy ra họ chẳng nói gì cả chẳng nói là bởi vì những cái gì mà họ nói ra nó không có thông tin tất cả chỉ là những câu chữ lắp ráp vào với nhau cho ra những cái câu văn chứ không có dữ liệu trong đó do đó có khi đọc xong một đoạn văn chúng ta chẳng hiểu tác giả muốn nói gì Chẳng hạn như phát biểu về hiến pháp đi, ông chủ tịch quốc hội nói, chúng tôi cũng hiểu rằng một bộ phận, một số người trong các tầng lớp nhân dân và ngay cả một số đại biểu quốc hội cũng còn ý kiến khác. Tuy nhiên, tuyệt đại nhân dân và quốc hội có thể khẳng định đã đồng tình cao với bản hiến pháp thông qua lần này. Với quyền năng nhân dân trao cho quốc hội, chúng ta đã thể hiện được đại đa số nguyện vọng của toàn dân, của quốc hội. Với tinh thần làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ biểu quyết theo tinh thần đó. Ồ là là, câu cú và cấu trúc ý tưởng chẳng đâu vào đâu, lúc thì quyền năng nhân dân trao cho quốc hội, lúc thì nguyện vọng của toàn dân của quốc hội lại còn đeo theo một câu tinh thần làm chủ của nhân dân. Câu chữ cứ nhảy nhót loanh quanh chẳng đâu vào đâu và cuối cùng là chẳng ai hiểu ông ấy nói gì. Rồi, đặc điểm thứ năm chung chung, rất là chung chung. Nhiều người Việt Nam chúng ta hay có cái cách nói chung chung, không nói gì cụ thể, nên ai muốn hiểu sao thì hiểu. Có khi họ nghĩ nói vậy là hay, là đa tầng, là thâm thúy. Thật ra đó, cái cách nói đó nó rất dở và nó làm cho người Việt khó hội nhập với thế giới phương Tây. Thành ra không ngạc nhiên khi giới lãnh đạo không có khả năng nói cái gì cụ thể cả. Tất cả cũng chỉ vì chung chung. Ví dụ tiêu biểu chính là phát biểu này đặc biệt là tình hình biển đông hiện đang diễn biến rất phức tạp nghiêm trọng đòi hỏi toàn đảng toàn dân toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo sáng suốt tăng cường đoàn kết cả nước một lòng kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước đọc xong đoạn văn chúng ta chẳng có thông tin nào cả mà tất cả chỉ là những cái khẩu hiệu những cái kêu gọi tầm thường giống như những khẩu hiệu đã được nối kết lại với nhau. Chúng ta cũng không có thêm thông tin ngoại trừ một chữ rất là chung chung, đó là phức tạp. Mệnh đề phức tạp có thể nói là rất phổ biến ở Việt Nam. Đụng đến cái gì mà họ không giải thích được, không mô tả cụ thể được thì họ bèn thay thế bằng hai chữ phức tạp mà chẳng ai hiểu gì cả. Cả một đoạn văn 74 chữ chúng ta không thấy một ý cụ thể và không thể trích dẫn bất cứ một câu nào cả. Dĩ nhiên, những cái đặc điểm này không phải là độc quyền của các lãnh đạo Việt Nam mà thỉnh thoảng các chính khách phương Tây cũng vướng phải. Khi họ vướng phải, người dân biết vị chính khách đó có vấn đề, hoặc là không nắm vững vấn đề hoặc là lúng túng. Vì không nắm vững vấn đề nên họ nói chung chung, vì không hiểu mình nói gì nên cách tốt nhất là ví von, vì quen cái lối suy nghĩ mù mờ nên họ hô khẩu hiệu. Một đặc điểm khác của giới lãnh đạo Việt Nam là không có tính hài hước. Ai cũng tỏ ra nghiêm trọng, mặt mũi rất là serious, rất là nghiêm trang, rất là xa vời với dân chúng. Những bài nói chuyện của lãnh đạo Việt Nam rất khó gần với người dân do ngôn ngữ cứng đơ và kém thân thiện, cùng với cái cách mà họ triển khai bài nói chuyện quá là xa rời công chúng đi. Chẳng hạn như khi họ đọc, họ ít khi nào nhìn vào khán giả, làm cho khán giả có cảm giác họ đang nói với tờ giấy hơn là nói với mình. Ngược lại, bài diễn văn của các chính khách phương Tây đó thường rất sinh động, thực tế và có khi là vui nhộn. Họ tỏ ra vui tính hài hước. Thử nhìn các cái cách của ông Obama, Clinton hay ông Trump nói chuyện thì sẽ thấy họ rất hùng biện và lúc nào cũng chọc cười khán giả. Ông thủ tướng Úc Morrison thỉnh thoảng còn châm chích lãnh đạo đối lập làm cho khán phòng cười nghiêng ngả. Những người lãnh đạo giỏi và có bản lĩnh họ không chỉ nói mà còn thực hiện những cái gì họ nói ngay cả cái cách nói mỗi lần phát biểu họ đều để lại những cái câu mà báo chí có trích dẫn hay là làm cho người nghe phải suy nghĩ vì nó có một cái gì đó wisdom thông thuy hay có trí khôn ở trong đó lãnh đạo mà không để lại phát ngôn gì mang tính thông thái không có tầm ảnh hưởng thế giới thì mãi mãi chỉ là lãnh đạo chứ không thể nào là lãnh tụ được Hey, thưa quý vị, về cái cách phát ngôn của lãnh đạo nước nhà, đó, bác Nguyễn Thông có đôi dòng như sau. Viết về Long Trọng Viên. Bác Nguyễn Thông viết, tôi cứ thẳng thắn đề nghị mấy ông to bà lớn mà có đi dự lễ thăm thú đâu đó làm Long Trọng Viên chuyên nghiệp. Nếu được mời phát biểu thì cứ lên bục nói vo vài ba điều, nói những cái gì mình biết. Ví dụ nha, thăm Quảng Ninh thì khen nó lắm thang vàng đen của tổ quốc. Thăm Thanh Hóa thì nhắc phát huy tiềm năng thế mạnh 5L là lúa, lợn, lạc, luồng. Thăm Điện Biên thì tự hào lừng lẫy chấn động địa cầu. Thăm Hà Giang thì đá Hà Giang mến yêu ơi. Đấy, biết đến đâu, nói đến đấy. Ngắn thôi, rồi ra hiệu lệnh vỗ tay. Đâu có cái thói mà cứ cắm đầu cắm cổ, đọc như những đứa khác nó viết. À, khác gì làm cái loa cho chúng nó, thiên hạ nó cười cho. Nếu hội nghị đại hội đọc báo cáo đi thì nó là một nhẹ, còn làm long trọng viên thì nói in ít ngăn ngắn thôi các bố ạ à. Cũng nói luôn ông Vương Đình Huệ là chủ tịch quốc hội, có họp hành gì ở quốc hội đó thì ông đừng nói các đồng chí ạ, à, các đồng chí thế này, các đồng chí thế kia Đây là họp quốc hội với các đại biểu của dân chứ không phải họp đảng với đảng viên ông ạ à. Ông đang tư cách chủ viện dân biểu chứ không phải chủ đảng ủy nha dễ nhất là cứ thưa các đại biểu quốc hội hoặc đề nghị các đại biểu quốc hội có phải là thuận nhĩ không nào các ông làm to nhưng cứ hay nhầm lẫn để tôi phải nhắc hoài anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh tâm thức việt ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau